Các bạn thân mến, mấy ngày trước một kênh tin tức của Thái Lan có đăng một video với tiêu đề là Việt Nam bản lĩnh dám thách thức trực tiếp Trung Quốc để thay thế vai trò công xưởng thế giới. Nội dung kênh này đề cập như sau: vào tháng 3 năm 2022, truyền thông Việt Nam loan tin rằng xuất khẩu của Việt Nam đã thành công vượt qua xuất khẩu của Thâm Quyến với giá trị ước tính được khoảng 34 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức tăng lên đến 45,5% so với tháng 2 và nếu so với tháng 3 năm 2021 thì là tăng 14,8%. Đây là con số mà chính phủ Việt Nam rất hài lòng bởi vì nó đã vượt xa xuất khẩu của Thâm Quyến với khoảng 10 tỷ đô la trong tháng 3. Tuy đạt được kết quả rất ấn tượng như vậy nhưng nó vẫn đứng sau tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, nơi có nhiều khu công nghiệp lớn và cảng biển. Giá trị xuất khẩu của Quảng Đông lên tới 57,7 tỷ đô la Mỹ. Kênh YouTube này đã tiếp tục đưa ra các phân tích sâu hơn nhằm lý giải điều gì đã khiến Việt Nam nghĩ đến việc thách thức vai trò cung ứng, sản xuất hàng hóa cho thế giới của Trung Quốc. Lý do thứ nhất là Trung Quốc đóng cửa phòng dịch khiến cho việc đặt hàng từ nước ngoài khó khăn hơn. Xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng do khách hàng chuyển sang đặt hàng từ Việt Nam. Khi Trung Quốc đóng cửa một số cảng hoặc đóng cửa các thành phố, các chuyến hàng bị cản trở bởi chính sách Zero Covid. Kết quả là xuất khẩu của Việt Nam trong quý 2 năm 2022 tăng 21%, thúc đẩy nền kinh tế tăng 7,7%. Yếu tố thứ hai là lãnh thổ Việt Nam liền kề với Trung Quốc, nên việc di dời dễ dàng hơn khi đi qua biên giới. Nhiều nguyên liệu thô được vận chuyển từ Trung Quốc sang để sản xuất tại Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ Việt Nam đã đẩy nhanh việc mở cửa cho phép nhà máy quay trở lại sản xuất nhanh hơn. Điều này khiến cho quá trình di chuyển nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam được đẩy mạnh. Yếu tố 3 là Việt Nam trở thành mục tiêu hàng đầu của kế hoạch Trung Quốc Cộng 1. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung xảy ra bắt đầu từ năm 2018 đã khiến các nhà đầu tư chuyển sang biện pháp phòng thủ về thuế. Chính sách Trung Quốc Cộng 1 có nghĩa là chuyển một số căn cứ nhà máy ra khỏi Trung Quốc để đến một quốc gia khác. Nằm ngoài Trung Quốc và Việt Nam đã rất nhanh nhẹn nhìn nhận ra cơ hội. Việt Nam đã đẩy mạnh thay đổi các chính sách, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, gia tăng quyền tự quyết cho các tỉnh để chủ động đón đầu làn sóng đầu tư. Và cuối cùng là yếu tố lao động giá rẻ, dân số trẻ có sức mua lớn. Chính phủ Việt Nam đã kiểm soát tốt việc tăng lương cơ bản của người lao động. Điều này nhằm giữ lợi thế thu hút vốn đầu tư của các nhà tư bản nước ngoài. Ngoài ra, nước này có nhiều hiệp định thương mại tự do và các FTA với nước ngoài, nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á. Việt Nam cũng là một quốc gia thân thiện với cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, điều mà không nhiều nước có thể làm được. Kết quả là Việt Nam đã vượt qua giai đoạn thu hút nguồn vốn, hàm lượng công nghệ thấp. Bây giờ họ đã chuyển sang giai đoạn chọn lọc các nhà đầu tư có vốn lớn và hàm lượng công nghệ cao. Chẳng hạn như các sản xuất điện thoại di động và chất bán dẫn như Samsung, Intel, Apple. Họ đã chuyển một số căn cứ từ Trung Quốc và thiết lập các nhà máy xung quanh Hà Nội. Nhưng hy vọng tạo ra sản phẩm Made in Việt Nam thay thế Made in China là điều không dễ dàng đối với Việt Nam, bởi vì hầu hết tất cả sản phẩm thượng nguồn và trung nguồn hiện vẫn đang nằm ở Trung Quốc. Hơn nữa, các công ty Việt Nam phải đối mặt với chi phí tăng cao trong thời kỳ khủng hoảng dầu mỏ, nguyên liệu và dịch bệnh. Hy vọng lãi lớn khi chuyển sang Việt Nam là điều không dễ dàng. Sự cạnh tranh trên thị trường thế giới vẫn rất khốc liệt bởi vì các nhà đầu tư cũng nhìn nhận rằng thị trường tiêu thụ với 1,4 tỷ dân lớn hơn rất nhiều thị trường 100 triệu dân như Việt Nam. Mặc dù căn cứ đã được chuyển đến Việt Nam, nhưng Trung Quốc vẫn là một trong những nước có nền công nghiệp điện tử với công nhân lành nghề hàng đầu, giá cả tốt và chuyên môn cao. Việt Nam sẽ mất nhiều thời gian để bắt kịp. Mặc dù nhiều người nói người lao động ở Việt Nam cần cù chăm chỉ, nhưng công nhân Trung Quốc hiện nay vẫn chăm chỉ và siêng năng như bình thường. Thưa các bạn, trên đây là nội dung của video bên Thái Lan. Mình sẽ để link gốc ở phần mô tả cho các bạn tiện theo dõi. Còn bây giờ là phần mình đọc bình luận nhé. Hãy nghĩ về năm 54 khi chúng ta bị lũ lụt. Trong những năm 55-56, có phải vấn đề về tiền lương. Các tập đoàn tư bản, nhà máy của Thái Lan và nước ngoài đã chuyển đến Việt Nam rất nhiều. Lần này sau khi dịch Covid trôi qua, một làn sóng di chuyển lại đổ về Việt Nam, tin vui đã ở lại với Việt Nam. Thật sự thừa nhận rằng ở thời điểm này, Việt Nam thật sự là số 1 trong khối ASEAN. Việt Nam có rất nhiều điểm mạnh. Đối với Thái Lan, chúng tôi là gì ư? Chắc hẳn ai cũng đều đã thấy.
Chính trị nước họ yên lặng, nếu tốc độ phát triển như thế này thì 15 năm nữa sẽ vượt qua Thái Lan. Nhưng nếu tham nhũng ở Thái Lan vẫn còn nhiều và kéo dài, thanh niên Thái Lan vẫn say sưa đòi quyền lợi, thì tôi không còn biết việc sẽ vượt chúng ta vào lúc nào nữa. Vấn đề của Thái Lan đang gặp là lương cao hơn, nhưng chất lượng con người vẫn không thể cạnh tranh được với Malaysia. Ngoài ra ở Thái Lan chưa có công nghệ gì cả. Ngay cả ứng dụng GrabFood vẫn là ứng dụng của Malaysia, ứng dụng của Thái Lan thì hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Kết luận là chúng ta không có công nghệ, không tính các ứng dụng ngân hàng bởi vì nó không phải là một công nghệ tiên tiến, nó chỉ là một ứng dụng để thực hiện các giao dịch. Các nhà đầu tư nước ngoài có yếu tố lao động rẻ và thị trường tiêu dùng 100 triệu dân của Việt Nam vẫn là đứng đầu ở ASEAN. Việt Nam có lao động rẻ hơn các nước láng giềng. Người lao động học nhanh hơn và chăm chỉ làm việc hơn. Và những điều này đã thấy họ có cơ hội tốt hơn Thái Lan. Việt Nam cũng gần với Trung Quốc, sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam cũng sẽ dễ dàng mang đi Trung Quốc, tiêu thụ hoặc vận chuyển sang châu Âu bằng đường sắt cũng là dễ dàng hơn các nước ở ASEAN. Vì vậy, Việt Nam chắc chắn sẽ cạnh tranh được với Trung Quốc. Tôi muốn khuyến khích người Việt Nam hãy theo đuổi ước mơ của họ. ASEAN của chúng ta sẽ có một nền kinh tế mạnh mẽ như châu Âu. Bạn có biết tại sao yếu tố mà phương Tây quyết định đầu tư vào Việt Nam chính là lương thấp? Đất nước của chúng ta ở vị trí đẹp hơn, tiếp giáp với Đại Tây Dương và Vịnh Thái Lan, vậy mà chúng ta đến bây giờ chỉ bắt đầu vươn tới cộng đồng kinh tế Liên minh châu Âu. Tại sao Việt Nam thích so sánh với Trung Quốc, họ muốn trở thành công xưởng của thế giới, dẫu biết rằng lao động Trung Quốc gấp hàng chục lần Việt Nam. Họ có tài nguyên lao động chất lượng cao và có rất nhiều nhà máy đang hoạt động ở Trung Quốc. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Trung Quốc được biết đến là nhà máy của thế giới. So với những người vượt trội hơn, đặt mục tiêu cao ngay từ ban đầu thì mới tốt cho sự phát triển của đất nước. Nếu bạn nhìn vào Thái Lan và thích so sánh mình với Lào thì kết quả sẽ không có gì lạ cả khi mà chúng ta sắp ở cùng một nơi. Nó cũng giống như người Thái thích so sánh sự thịnh vượng của mình với Lào, còn Việt Nam tự so sánh với Trung Quốc thích so sánh mình với Mỹ. Lương rẻ, sau đó người dân nước họ vẫn sống khó khăn, không đủ ăn, giá cả sinh hoạt cao gần như nước ta. Việt Nam muôn năm, Trung Quốc có hệ thống quản trị đường lối tốt, dễ dàng tương tác với bên ngoài. Thái Lan từng từ chối xây dựng tuyến đường sắt nối với Trung Quốc vì quá sợ mất an ninh quốc gia. Độ tuổi lao động ở Việt Nam nhiều nhưng chấp nhận lương thấp, siêng năng làm việc, có thể phát triển tay nghề nhanh, chính trị ổn định. Đất nước có chiến tranh thì sẵn sàng ra trận. Chiến tranh khi kết thúc thì họ xây dựng một quốc gia vĩ đại, thịnh vượng, hướng tới thu nhập cao một cách nhanh chóng và có khu thương mại trên khắp thế giới. Khi các nhà đầu tư biết rằng Thái Lan có một chính phủ quân đội nắm quyền và ban hành nhiều luật để duy trì quyền lực thì sẽ chẳng một nhà đầu tư nào dám đến đâu. Thái Lan là một xã hội dân chủ, họ đã cãi vã với nhau cho đến khi không đi đến đâu cả. Lợi ích được cân bằng dần dần cho đến khi công việc không còn nữa. Lúc này thì người ta mới bắt đầu nhận ra, khác với Việt Nam là xã hội chủ nghĩa, thống nhất, ổn định chính trị. Ban điều hành quản lý tốt. Thì ra Cộng sản thế giới tranh nhau làm công xưởng của thế giới. Thật ra đây chỉ là chiêu trò buôn bán tất cả các công ty Trung Quốc sang tại Việt Nam để sản xuất. Sau đó sản phẩm đều dán tem sản xuất tại Việt Nam để tránh thuế của Hoa Kỳ. Thái Lan họ không quan tâm đến những thứ này, chúng tôi chỉ bán metafetavin cho người dân trong nước và cùng nhau lấy tiền vào túi của họ. Làm việc này, bạn không phải cạnh tranh với bất kỳ ai. Điều này nói lên cảm tính từ trái tim. Việt Nam được so sánh với Thái Lan. Để tôi nói với bạn, Thái Lan không thể cạnh tranh với chất lượng dân số, kỷ luật và lương rẻ. Chẳng bao lâu nữa, Việt Nam sẽ có thể cạnh tranh với Trung Quốc. Đó là điều chắc chắn. Nếu bạn không tin tôi, hãy chờ xem có phải là người Thái của chúng ta quá tự phụ không? Mọi tầng lớp nhân dân, từ thượng sĩ đến tướng lĩnh, cho đến mọi lĩnh vực nghề nghiệp, tiền lương sinh hoạt đều đắt đỏ vô cùng. Như thế này thì không quá 8 năm, Thái Lan chắc chắn sẽ là một ngục tối. Hãy tiếp tục theo dõi và nhớ lấy lời này của tôi. Quốc gia thích hợp nhất để trở thành công xưởng thế giới trong khu vực ASEAN này phải là Thái Lan, nhưng Thái Lan đã đánh mất nền chính trị ổn định, mức lương cao hơn so với các nước trong khu vực. Trong quá khứ, nhiều nhà máy đã chuyển cơ sở sản xuất của họ rời khỏi Thái Lan.
Việt Nam rất nhiều bạn trẻ mới đi du lịch, quy hoạch của thành phố được đặt ra khá tốt, nhưng cơ sở hạ tầng cần được phát triển một chút. Ai tin Việt Nam hãy coi chừng bị đâm sau lưng. Thái Lan cần cù trong cách mạng chính trị, cần mẫn giải tán quốc hội trước thời hạn, chính trị bất ổn, mà người dân đều rất am hiểu chính trị và bận rộn với chính trị trong mọi vấn đề. Kết luận của tôi là các nhà đầu tư thích chính trị phải được ổn định, mọi người không quan tâm đó là cộng sản hay dân chủ. Đi mua chung cư ở ngoại thành Việt Nam bây giờ vẫn còn kịp, ai sẵn sàng thì đi thôi. Tìm một đại lý tốt và việc kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều so với mua chung cư ở Thái Lan. Việt Nam phát triển như Hàn Quốc như ngày đầu mở nước. Trong tương lai, Việt Nam sẽ có thể phát triển hơn Hàn Quốc. Tôi muốn một nhà lãnh đạo giỏi như Việt Nam. Dù sao thì Nguyễn cũng không thể theo kịp Thái Lan. Năm sau, chúng ta hãy so sánh mọi khía cạnh. Nếu ai dám cá cược với tôi mà thua, hãy cắt một nén nhang, được chứ? Cũng có các nhà đầu tư Thái Lan, nhiều nhà đầu tư Trung Quốc và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam vì lương rẻ. Kinh tế Việt Nam đang phát triển rất mạnh. Nếu như người Thái Lan vẫn tự ái như thế này, tôi chắc chắn tương lai những người Thái sẽ làm việc tại Việt Nam cũng chờ xem. Người lao động Trung Quốc vẫn chưa qua độ tuổi trung bình già hóa để trở thành một công xưởng trên thế giới. Bạn phải có cả con người nữa, Việt Nam đang có gì? Các bạn thân mến, trên đây là một số bình luận của dân mạng Thái Lan khi bàn luận về vấn đề Việt Nam vươn lên muốn cạnh tranh vai trò nhà máy sản xuất hàng hóa cho cả thế giới dùng. Các bạn nghĩ sao về suy nghĩ của dân Thái Lan? Hãy bình luận ở bên dưới nhé. Còn bây giờ mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.